nên cảm ơn quý vị vẫn yên lặng sống để theo dõi chương trình ngày hôm nay, một chương trình rất là lý thú. Chúng ta nghĩ là sẽ mang đến những cái tia hy vọng cho tất cả mọi người với cái điển ảnh của một cái nền kinh tế hồi phục sau khi mà chúng ta thấy là cái cơn đại dịch COVID-19 được một phần nào được kiểm soát với những cái vaccine mà chúng ta thấy đã nghe trong những ngày tháng vừa qua. Thì kính thưa giáo sư Ngô Nhân Dũng, ông có nói đến vấn đề là cái dịch vụ cũng như cái sự sản xuất. Thì trong cái mùa đại dịch vừa rồi, 8-9 tháng vừa qua, chúng ta thấy một số những cái cơ sở, một số những cái dịch vụ như là Amazon chẳng hạn, tự nhiên nó bùng nổ lên, tất cả mọi người ở nhà không đi đi mall được, thì họ order hàng qua online, qua Amazon. Thì dịch vụ của những nơi này, những phân phát, những dịch vụ gì nó tăng tăng vọt lên. Như vậy thì nó có ảnh hưởng, cái đó nó sẽ tiếp tục tăng vọt như vậy, hay là nó sẽ đến một lúc nào đó nó ngừng lại và nó sẽ để cho những cái ngành khác nó cũng tiếp tục tăng lên thôi? Thưa, cái anh Amazon nó lên là bởi vì người ta mua hàng. Nhưng mà suốt thời gian vừa qua đó, người Mỹ mua hàng rất ít. Lý do là bởi vì họ không cần. Tôi cứ ở nhà hoài, tôi không có cần phải mua cái gì cả. Thì trong cái thời gian tới đó, những cái dịch vụ mà từ trước đến giờ nó bị đóng, nó sẽ mở ra lại. Tiệm ăn chẳng hạn, các rạp hát chẳng hạn, các sân bay chẳng hạn, các nơi mà tập thể thao chẳng hạn, bao nhiêu những cái chỗ mà người ta tụ họp với nhau để người ta sinh hoạt, thì những cái đó là dịch vụ cả. Thì tất cả những cái đó hiện giờ nó phải ngưng. Các anh Amazon nó có thể nó mua hàng ở chỗ này rồi nó mang đến tận nhà mình, nhưng mà cái chuyện mình không đến tiệm ăn là nó không cách nào nó làm cho mình đến tiệm ăn được cả. Các cầu thủ đó không thể nào chơi banh cho người ta coi được, các rạp hát đó không thể nào chiếu phim cho người ta coi được, cái Amazon nó cũng chịu thua. Mà bây giờ đó đến lúc mà các dịch vụ mà nó mở lại được đó, thì lúc đó người ta mới sẵn sàng để mà tiêu tiền. Thì cái điều mà quý vị có thể tin là những cái con số như thế này, từ tháng 2 cho đến tháng 11 vừa rồi, cái quỹ dự trữ liên bang, tức là ngân hàng trung ương của Mỹ, họ theo dõi cái tiền ở trong nước nó chạy đi chạy lại như thế nào, thì họ cho biết là trong vòng độ 9 tháng đó đó, người Mỹ không có xài tiền, họ đã để dành thêm được 2.000 tỷ đô la. Tức là có 2.000 tỷ đô la mà bình thường đó người ta đem người ta xài thì nó đang nằm ở đâu đó. Thì đến lúc mà các tiệm ăn mở cửa, các rạp hát mở cửa, các sân vận động mở cửa, các chỗ chơi thể thao mở cửa và những cái tiệm sách mở cửa, thì lúc đó bao nhiêu người sẽ có sẵn tiền để mà xài, và người ta phải nhịn trong bao nhiêu lâu đó, kỳ tới người ta sẽ xài kỹ lắm. Thì tưởng tượng 2.000 tỷ đô la sẽ được bơm vào nền kinh tế Mỹ. Hiện giờ đó, chính phủ Mỹ sợ rằng dân không tiêu tiền là bởi vì quả thật có nhiều người thất nghiệp, có nhiều người không có tiền để mà tiêu, cho nên họ đang làm cái luật, ông Quốc hội họ đang làm cái luật để mà phát thêm tiền cho dân chúng, như là đầu năm vừa rồi họ đã phát 1.200 cho mỗi người. Cái đó cũng hơi kỳ cục, bởi vì tôi được 1.200 mà chắc ông Bill Gates ông cũng được 1.200, cái đó nó kỳ quá. Mà có lẽ tôi không cần cái 1.200 đó bằng cái ông homeless ở đầu đường. Thì bây giờ đó, cái Quốc hội nó không làm sao được, chắc nó sẽ cho thêm. Nhưng mà đến lúc mà kinh tế nó mở lại đó, thì có 2.000 tỷ đô la trong túi người dân Mỹ sẵn sàng tiêu tiền, và cái đó là một cái động cơ nó sẽ thúc tất cả tước lên. Và điều đáng mừng là thế này, ngay cái lúc mà kinh tế nó xuống người ta phải đóng cửa đó, thì tất cả người ta vẫn tìm xem là có cơ hội nào làm ăn được là người ta mở lại. Thì cái quý thứ ba năm nay đó, tức là từ tháng 7 cho đến tháng 10 đó, ở Bộ Lao động Mỹ họ cho biết là đã có 1.600.000 cái cơ sở kinh doanh bắt đầu ghi tên và chuẩn bị hoạt động. Ta gọi là cái start up, cái business start up. 1.600.000 cơ sở kinh doanh đã bắt đầu ghi tên để hoạt động trong cái tháng, trong cái quý thứ ba vừa rồi. Cái đó nó gấp đôi cái con số hơn 800.000 năm ngoái. Thì tất nhiên cái con số nó gấp đôi lên là bởi vì rằng trong 3 tháng mùa hè đó, người ta không có làm cái gì cả,
thì bây giờ nó ứ lại đến cái tháng mùa thu đó, người ta bắt đầu bảo chúng ta phải lo làm ăn. Có những cái tiệm ăn ba tiệm của cùng một cái trên của cùng một cái nhà hàng đó, họ phải đóng cửa. Thì cái người đầu bếp ở tiệm ăn đó, tôi đọc cái câu chuyện đó, anh ta về nhà anh ta ăn lương thất nghiệp, nhưng mà anh ta nghĩ bảo mình cứ như vậy thì không được, mình phải mở cửa một cái tiệm ăn mới. Và anh ta bắt đầu đi tìm địa điểm để mở cửa một cái tiệm ăn đó, bởi vì biết rằng cái tiệm ăn mà anh ta làm đó, cả cái trên ba tiệm đó nó sẽ đóng cửa. Thành ra cái số người Mỹ mà gọi là có cái óc kinh doanh nó rất là nhiều. Và bây giờ là bao nhiêu người họ đang coi là có cơ hội nào làm ăn mình sẽ mở cửa để cho năm tới làm ăn. Thì cái đó là cái sức mạnh của cái nền kinh tế Mỹ. Thành ra là chúng ta có thể tin tưởng rằng cái năm tới đó, khi mà cái bệnh nó đã thấy có thể ngăn ngừa được, người ta có thể đi làm được mà không có lo nhiều đó, thì cái kinh tế này nó sẽ lên. Thì kính thưa giáo sư, cũng có một số ngành nghề và những cái đại công ty họ thấy rằng cái công việc mà để cho nhân viên về nhà làm online nó cũng dư ra những cái phòng trống trong những cái công ty đó, thì có thể đó là cũng là một trong những cái cách thức mà họ thay đổi cái mô hình làm việc. Một số những công ty, ngay cả những cái cơ sở thương mại ở vùng cam chúng ta thấy, thì có một số ngành nghề họ làm việc online và họ dư cái phòng, thì sau đó họ sublease lại cho những công ty khác, thì có thể đó nó cũng là một trong những mô hình nó thay đổi cái nền kinh tế, phải không thưa giáo sư? Dạ, thì chắc chắn là sau cái trận dịch này đấy, cái cách người Mỹ làm việc nó sẽ khác. Trước kia người ta cứ phải đến sở làm việc, thì mai mốt nó sẽ có rất nhiều người ở nhà cũng vẫn làm việc được. Cái đó nó có lợi cho các bà, là bởi vì có nhiều bà muốn đi làm mà phải ở nhà trông con chẳng hạn, thì mai mốt đó họ sẽ có thể vừa ở nhà trông con vừa làm việc được. Thế rồi các thành phố sẽ thay đổi, những cái trụ sở cao mấy chục tầng, trong đó là những cái văn phòng nó bao nhiêu người mỗi ngày phải đến đó làm việc, mai mốt đó, nó sẽ vắng, bởi vì người ta ở nhà vẫn có thể làm việc được. Và do đó cái thành phố không có kẹt xe như trước nữa, các parking, những cái bãi đậu xe đó sẽ không dùng như trước nữa, và người ta sẽ phải thay đổi những cái cao ốc làm văn phòng, nó có thể đổi thành là cư xá cho người ta ở, những cái parking nó có thể biến thành công viên cho trẻ con chơi. Thì tất cả cái đời sống nó sẽ thay đổi. Nhưng mà có một điều đáng mừng là thế này, là chính phủ Mỹ từ bao lâu nay vẫn cứ nghĩ đến cái chuyện làm sao các công ty Mỹ nó trở lại nước Mỹ này làm việc để tạo công ăn việc làm cho dân. Bởi vì rằng đứng về phương diện kinh tế đó, thì người ta thấy ở đâu cái gì rẻ người ta mua. Thì trước đây các công ty Mỹ đó, họ mang cơ xưởng của họ sang bên tàu, thuê người tàu làm, là bởi vì bên nó rẻ quá. Và cái đó đó họ mang hàng về giá nó rẻ hơn thì dân tiêu thụ cũng có lợi. Thế rồi khi một cái hãng cần mua cái đồ phụ tùng, đồ để ráp nối, người ta cũng đặt ở bên tàu, mua mang về đây rồi ráp. Thì cái kỳ bệnh dịch này đó, nó sẽ làm thay đổi cái đó, là bởi vì người ta thấy rõ ràng mình mua một cái món hàng ở bên tàu về đây để dùng, đến lúc bị bệnh dịch mà cái nó kẹt mấy tháng không có hàng. Thành ra tất cả các công ty Mỹ mà xưa nay vẫn cứ mang đồ ra làm ở ngoại quốc ấy, gọi là outsourcing ấy, mai mốt ấy, người ta sẽ nghĩ đến chuyện phải mang về làm ở trong nước. Và cái đó nó sẽ giúp cho cái ngành gọi là công nghiệp ở nước Mỹ nó phát triển trở lại. Thế nhưng mà làm sao nó phát triển được nếu mà cái người Mỹ cái lương vẫn cao quá so với người tàu? Nếu bây giờ mà làm ở bên tàu hay làm bên Việt Nam chẳng hạn, trả 10 đồng một giờ là quý lắm rồi, ở bên Mỹ đòi 20 đồng, và có khi trả 20 đồng không có người làm. Thành ra bây giờ có một cái chuyện là làm sao để mà thực sự mang được cái việc làm cho người Mỹ, thì đây cũng là một cái tin mừng, là trong suốt thời gian bệnh dịch đó, các công ty nó phải tìm cách sản xuất lấy ở đây. Và khi nó sản xuất lấy ở đây thay vì phải chờ mua hàng ở bên tàu, bên Ấn Độ, bên Việt Nam đó, thì các công ty nó phải nghĩ ra cách về phương diện kỹ thuật làm sao cái người công nhân ở đây có thể làm được gấp đôi cái năng suất bằng cách nào? Máy móc. Họ đang dùng rất nhiều máy tự động để làm những công việc mà trước kia phải làm bằng tay mà phải thuê người ở bên tàu. Thành ra bây giờ đó,
nhiều thứ hàng sẽ làm ở Mỹ mà cái người công nhân Mỹ đó không phải ngó tay vô mà chỉ điều khiển cái máy để làm sao nó sản xuất. Tức là nếu bây giờ quý vị phải trả một cái công nhân Mỹ gấp 2 lần một cái anh công nhân bên tàu, quý vị vẫn có lời, là bởi vì cái anh đó làm 1 giờ nó sản xuất ra gấp 3 lần các anh công nhân ở bên tàu. Thì đấy là một cái tin mừng. Mà do bệnh dịch, vì bệnh dịch bắt buộc các công ty sản xuất ở Mỹ họ phải làm sao gia tăng cái năng suất bằng cách dùng máy móc tự động hóa, thì mai mốt đó công việc gọi là kỹ nghệ đó mang về Mỹ sẽ nhiều hơn. Cái điều đó đó thật sự nó không một chính phủ của ông tổng thống nào có thể bắt các công ty làm như vậy cả, nhưng mà cái anh bệnh dịch này nó làm cho công ty phải làm như vậy. Thành ra đấy cũng là một cái tin mừng. Kinh tế Mỹ có thể lên, người ta có rất nhiều tiền để tiêu, các hàng hóa sẽ phải làm ở Mỹ bởi vì người ta đã thấy mối nguy hiểm khi cứ đi mua ở bên tàu bên Nhật về. Như ngay cả chương trình chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng không ngờ rằng chúng ta vẫn thâu hình qua hệ thống Zoom như vậy thì không có phải đổ xăng chạy tới đài, và nhân viên trong đài cũng không có phải mở máy lên để mất thời gian để thâu hình. Thì đây là những một trong những cái thay đổi mà chúng ta thấy ngay trước mắt trong nhiều tháng vừa qua. Một nửa rất là cảm ơn giáo sư Ngô Nhân Dùng với kiến thức rất là uyên bác của ông, đặc biệt về những cái xã hội và về kinh tế ông đã đưa đến quý vị khán giả của đài ABC-TV cũng như quý vị khán giả khắp nơi những cái tin tức, những cái viễn cảnh, những cái niềm hy vọng trong về cái sự phát triển của nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thì nơi đây thì rất tiếc là thời lượng chương trình không còn, chắc chúng ta sẽ trở lại để nói về một số vấn đề về liên quan đến vấn đề này. Bây giờ xin mời giáo sư Ngô Dùng gửi lời chúng ta chia tay quý vị khán giả ở đây thôi. Dạ, cảm ơn nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay.